người, hai hai thì được. Anh chương trình rất là nhớ về quê hương Việt Nam và mãi mê liên tưởng đến những ngày xuân mà anh đã từng ở chương trình. Nhưng song song với cái chủ đề đó, song song bên cạnh với những cái Tết ở quê nhà, chúng ta không thể nào mà nhớ về bà mẹ Việt Nam. Đương nhiên ngày hôm nay nữ ca sĩ Ngọc Thúy sẽ bà này đã và nếu như các em múa, các em tới đây, các em đều rất là nhỏ, nhưng các em đã luyện tập rất là nhiều thời gian để các em đến đây phục vụ cho cái chương trình ngày hôm nay. Rất thích xem múa lân thì các em có thể tiến về phía trước, nhưng mà đừng gần các chú lân quá, tại vì chú lân phải di chuyển đó, để mình tránh cái đường, mình không đụng quay. Doctors, dragon dance.
giờ chính là thời khắc rất là đặc biệt mà quý anh chị nào có máy chụp hình muốn lưu lại những cái ảnh thật đẹp, thật hùng hậu của đội lân 15 chú lân ngày hôm nay.